Thưa quý vị và các bạn, tại nhà văn hóa trung tâm thành phố Tam Điệp, Ủy ban nhân dân phường Bắc Sơn đã tổ chức lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ 6. Đây là đơn vị được chọn làm điểm tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp xã của tỉnh. Dự lễ khai mạc có đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp, Sở Văn hóa và Thể thao và đông đảo các vận động viên, nhân dân trên địa bàn. Tham gia đại hội có 600 vận động viên đến từ 30 đoàn thuộc các khu dân cư và đại diện các đoàn thể, tranh tài ở 5 môn thể thao là bóng đá, cầu lông, chạy việt dã, bóng bàn và cờ tướng. Các nội dung thi đấu được tổ chức xuyên suốt trước và trong đại hội, đảm bảo an toàn trong tình hình phòng chống dịch mới. Những năm qua, phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại luôn được phường Bắc Sơn chú trọng và đẩy mạnh. Trong năm 2020, số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 65% dân số. Đại hội được tổ chức nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa ở khu dân cư, từ đó thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trên địa bàn phát triển ngày một sâu rộng, đúng với tiêu chí vui vẻ, sức khỏe, đoàn kết. Đồng thời qua đó sẽ tuyển chọn các vận động viên chất lượng tham gia Đại hội thể dục thể thao thành phố năm 2021, tiến tới Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022.